Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món mứt cóc. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là cóc. Đây là trái cóc non nha các bạn. Trái cóc non nó nhỏ nhỏ như vậy mình làm mứt nó mới ngon. Cóc thì mình đã gọt vỏ ra sẵn rồi. Cóc thì mình dùng 750g. Phần đường thì mình dùng 350g. Và một trái chanh. Và đây là vôi ăn trầu nha các bạn. Phần vôi ăn trầu này thì mình dùng 30g. Và muối thì mình dùng 20g muối. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình chuẩn bị khoảng 2 lít nước. Sau đó mình sẽ cho vôi ăn trầu vô. Rồi mình khuấy đều để cho vôi tan ra. Rồi mình để yên cho vôi lắng xuống á. Mình chỉ lấy cái phần nước trong ở trên thôi. Phần vôi ăn trầu này thì cũng rất là dễ mua. Các bạn có thể tìm mua ở những cái chỗ mà người ta bán trầu cao á. Rồi sau khi mình khuấy đều rồi mình để yên cho phần vôi này lắng xuống. Rồi mình lấy cái phần nước vôi trong ở bên trên. Rồi tiếp theo là mình chuẩn bị một cái thau nước này các bạn. Sau đó mình sẽ cho muối vô. Rồi mình khuấy đều để cho muối tan ra. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng một cái cây xiên que. Rồi mình xơm cóc. Mình đâm lỗ như thế này nè. Thì khi mà mình ướp cóc với lại đường á, thì đường nó sẽ thấm vô trong cóc. Rồi sau đó mình bỏ trong cái thau nước muối. Các bạn cứ xơm như vậy rồi mình cho trong thau nước muối cho đến khi nào hết cóc thì thôi. Mình vừa mới lựa ra vài trái cóc to to này các bạn, mình sẽ xẻ nó ra làm hai. Rồi sau đó mình cho trong cái thau nước muối. Những cái trái nhỏ nhỏ thì mình khỏi xẻ ra. Tại nó to quá mình xẻ ra để mình ướp đường cho nó mau thấm á. Cóc rất là non luôn nha các bạn, cái hộp mình xẻ ra nè. Nó không hề có chà luôn á. Phần cóc này thì mình sẽ ngâm trong nước muối khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó mình sẽ vớt ra. Và phần nước vôi trong đã lắng xuống rồi đây các bạn. Bây giờ mình sẽ chế vô trong cái thau cóc đây. Rồi sau đó mình sẽ ngâm cóc trong nước vôi trong vòng 6 tiếng. Hoặc là các bạn có thể ngâm qua một đêm cũng được. Rồi cóc sau khi mà mình đã ngâm được 6 tiếng. Bây giờ mình sẽ rửa sạch lại với nước lạnh. Sẽ rửa khoảng 3-4 lần nước để cho cóc của mình nó hết đi cái chất vôi á các bạn. Sau khi mà mình đã rửa sạch xong này các bạn, để cho thật là ráo nước. Sau đó mình sẽ trụng sơ qua một nồi nước sôi. Mình trụng cóc qua nước sôi về để cho phần cóc của mình nó bớt đi cái phần vôi đấy các bạn, cho nó sạch hơn đấy. Mình trộn đều lên sau đó mình sẽ vớt ra. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra mình để trong cái tô nước lạnh. Thế là mình sẽ cho đường vô để mình ướp với đường. Mình đổ hết phần đường vô luôn. Các bạn nào thích ăn ngọt hơn các bạn có thể tăng lượng đường lên. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên để mình ướp qua một đêm. Rồi cốc sau khi mà mình đã ướp qua một đêm thì phần nước đường đã tan ra đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ trong cái chảo. Rồi mình sẽ bật bếp lên. Sau thì mình sẽ để lửa lớn cho đến khi nào mà cái phần nước đường của mình nó sôi lên thì mình sẽ hạ lửa thật là nhỏ. Nãy giờ mình xem cóc cũng được 20 phút rồi đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ nặn vô một trái chanh nha. Và các bạn nhớ là lược bỏ đi cái phần hạt chanh. Và sau đó mình sẽ xên đều. Xên cho đến khi nào mà cái phần nước đường này nó kẹo lại và nó chuyển sang cái màu đỏ. Sau một hồi sơn thì các bạn thấy cái màu nước đường của mình nó chuyển sang cái màu hơi đỏ rồi nè. Mình sẽ sơn thêm một chút nữa. Rồi mứt cóc mình sơn như vậy là được rồi nha các bạn. Các bạn đừng sơn lâu quá cái màu nước đường của mình á nó đậm lên thì nó sẽ dễ bị đắng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp. Sau đó mình đem nguyên cái chảo ra ngoài nắng mình phơi. Và đây là mứt cóc mà mình đã phơi được 2 ngày rồi các bạn. Các bạn nhìn cái mứt cóc của mình nè, nó đỏ lên rồi đó. Bây giờ cũng đang là buổi trưa cho nên rất là nắng luôn. Mình phơi cho đến chiều rồi mình lấy vô. Mình phơi cái mứt cóc ở ngoài nắng như thế này á, là để cho mứt cóc của mình nó trong hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và mình chỉ cần phơi 2 ngày là được rồi nha các bạn. Thôi bây giờ mình đi vô rồi chiều mình ra mình lấy mình quay tiếp cho các bạn xem nhé. Thank you.
mình đã phơi xong và mình đã lấy vô rồi để các bạn. Mình cho ra ngoài dĩa thôi nè. Các bạn nhìn những trái cóc của mình rất là bóng luôn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử thôi. Mình sẽ ăn thử cái trái cóc này đi. Rất là ngon nha các bạn. Nó hơi dẻo dẻo nè và giòn giòn nữa. Còn cái vị ngọt của cóc thì nó có vị chua chua ngọt ngọt nè. Không có quá chua cũng không có quá ngọt nữa, rất là vừa ăn các bạn à. Cái hạt cóc đó mình ăn luôn. Nó mềm mềm. Ngon quá. Còn nghe cái mùi cóc nha các bạn. Các bạn nhìn là giống như trái cà na luôn. Khi mà mình phơi ngoài nắng á các bạn thì nó sẽ hơi dợp lại như thế này. Nó hơi nhăn nhăn lại á. Nó không có còn căng bóng như lúc mà mình để mình xên trên bếp. Nó giòn giòn nè, hơi dẻo dẻo nè. Các bạn biết tại sao mà khi mà mình xên cóc mà trái cóc của mình nó không có bị mềm rã ra không? Đó là do mình ngâm với lại nước vôi trong đó các bạn. Nước vôi trong sẽ làm cho trái cóc của mình nó cứng lại. Khi mình xên thì nó sẽ không có bị mềm. Đây các bạn nhìn nè. Cái hộp cóc ở ngay giữa đó các bạn. Nó mềm lắm, mình ăn được luôn. Cái món bứt cóc này nếu mà các bạn ăn không hết á, thì mình cho vô trong một cái hộp rồi mình đậy nắp kín lại nhé. Rồi cái phần nước này nè các bạn. Mình vẫn giữ cái phần nước này nha, để khi mà mình chen lên như thế này nè thì ăn cái cóc của mình nó sẽ có cái vị ngọt hơn. Và nhìn cái miếng bứt cóc của mình nó sẽ bóng hơn nữa. Đây là những trái cóc non nè các bạn. Các bạn có thể dùng những loại cóc kiển á, cóc kiển mà cái cây mà lùng lùng á các bạn, mà rất là nhiều trái luôn á. Mình hái cái loại cóc đó để mình làm cái mứt này nè các bạn, rất là ngon. Đây mình cắt ngọt trái nè, các bạn nhìn bên trong nè. Cái hạt nó rất là non luôn nè. Chua quá. Mình ăn không gì thì nó chua lắm các bạn. Các bạn có thể chấm với lại mứt ớt nè, hoặc là mắm ruốc cũng rất là ngon đấy. Mà mình làm mứt như thế này các bạn, mình ăn sống như thế này không hết đó, thì mình làm mứt thì mình có thể để được lâu hơn đấy các bạn. Nếu mà mình ăn sống á, mình để vài ngày á mà mình không có ăn á, mình để bên ngoài thì nó sẽ dễ bị hư lắm. Nó có thể bị thúi nè và nó không có ngon nữa. Nhưng mà các bạn làm mứt như vậy mình để được lâu hơn, là cũng gần đến Tết rồi. Mình làm món mứt cóc lạ miệng cho ngày Tết nha các bạn. Nếu mà mình sơ qua như thế này á thì khó có thể biết được đây là trái cóc lắm các bạn. Nhìn giống như là trái cà na vậy đó. Với lại giống như là cái mứt chà là vậy đó các bạn. Đây, các bạn nhìn nè. Mình xên cái màu như vậy là được rồi. Nếu mà các bạn xên cái màu đỏ hơn á thì cái nước của mình ăn nó sẽ dễ bị đắng lắm. Và các bạn ơi, video làm món mứt cóc của mình đến đây cũng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công nè và ăn ngon miệng nữa. Nếu các bạn mà có yêu thích cái món mứt cóc của mình á thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần mứt cóc mà mình ăn không hết á, mình cho vô trong cái hộp. Và sau đó mình sẽ đậy nắp kín lại.